Nhiều bạn cứ hỏi là hoa bầu mấy tuần rồi mà sao nhìn bụng hoa to thế? Thì hoa xin trả lời là hoa bầu 12 tuần rồi nha. Tại vì bình thường lúc mà hoa chưa có bầu thì hoa cũng hơi bị béo bụng á. Với lại hoa bầu lần này là lần thứ ba rồi chứ không phải là con so nên là nó cũng hơi sổ bụng một xíu. Lúc mà hoa vừa mới phát hiện trễ kinh á là lúc đó hoa đã có bụng rồi đó. Bởi vậy cho nên là vừa mới bầu 3 tháng thôi nhưng mà quần áo ở trong tủ của hoa thì đa số là hoa không còn mặc vừa nữa. Của em tắm anh đâu? Hồi sáng em dọn nhà tắm hai cái chai đó hết nên em dục đi rồi. Giờ gì xài. Em có mua cho anh combo mới nè đấy mọi người xem anh xã Hoa ông tâm lý là vậy nhưng mà mỗi lần mà đồ của ông hết là ông hỏi Hoa không à thấy cái chai dung dịch vệ sinh và chai tắm gội rồi mặt hết là Hoa cũng phải mua sẵn để thay cho ông liền combo dung dịch vệ sinh x 2 menly và sữa tắm bay in một này là của nhà có cây hoa lá em này thì có công dụng khử hôi giảm ngứa và ngăn ngừa bệnh nam khoa loại này thì cũng được các bác sĩ khuyên dùng nên là Hoa cũng khá là yên tâm khi mà mua về cho chồng hoa sử dụng còn đây là chai sữa tắm bay in một vừa là sữa tắm vừa là dầu gội vừa là sữa rửa mặt luôn và mua cái chai này cho anh xã hoa dùng để ông khỏi mất công sử dụng hết chai này đến chai kia loại này thì nó có thành phần từ thiên nhiên nên là cấp ẩm cho da rất là tốt và cực kỳ thơm luôn. Bên shop đang có chương trình khuyến mãi khi mà mọi người mua hai chai dung dịch vệ sinh nam hoặc là combo dung dịch vệ sinh đeo tắm sẽ được tặng một phần quà bí mật 18 cộng. Nên là các chị em nhớ tranh thủ mua về làm quà tặng cho người yêu hoặc là chồng của mình nha. Đôi khi chỉ là những cái hành động quan tâm nhau nhỏ thôi nhưng mà đây cũng là bí quyết giúp vợ chồng Hoa giữ gìn hạnh phúc trong suốt 10 năm qua đó. Thêm một bí quyết nữa đó là cho dù vợ chồng Hoa đi đâu làm gì thì cũng sẽ đi cùng nhau, cùng nhau săn sẻ công việc nhà và chăm sóc con cái. Còn mọi người thì sao nè? Chia sẻ cùng với Hoa nha.